Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Shippo Ami and Vespa. Duy mấy bữa nay đang bị cuốn vào bộ phim Huyền thoại Viking. Trước đây Duy thì coi rồi, nhưng mà lúc đó Duy coi vì nó đánh nhau hay quá thôi. Nhưng mà dạo này thì Duy coi lại vì Duy muốn coi sâu hơn ha. Thường thường thì mọi người hay thích coi review phim đó, còn Duy thì ít khi nào Duy thích coi review lắm. Duy thích coi phim mà Duy coi để ý từng câu chữ, nội dung, diễn xuất. Có lẽ là công việc của mỗi người khác nhau, như công việc của Duy trước đây thì khá liên quan nhiều đến phim ảnh nên Duy hay để ý đến tiểu tiết nhiều, tiểu tiết xây dựng bộ phim rồi góc độ quay, góc quay, góc chụp, góc máy, con người, biểu hiện của nhân vật, rất là nhiều yếu tố Duy hay để ý ha. Và có một điều rất là hay Duy muốn chia sẻ trong đúng ngày hôm nay là ngày chủ nhật, Duy chuẩn bị đi nhà thờ thì Viking mà họ là đi xâm chiếm, họ đánh nhau và họ cực kỳ ghét người Kitô giáo, đối với họ nó là dân ngoại đạo. Và người Kitô giáo thì coi dân Viking thời thần Odin cũng là dân ngoại đạo luôn, và họ gọi là lũ ngoại đạo. Thì thật ra lúc mà hai người đó họ đánh nhau chán rồi thì bắt đầu họ muốn là chung sống hòa bình lại với nhau. Thì làm sao để chung sống hòa bình được thì đương nhiên về xung đột, ngoài chuyện xung đột đánh nhau về sắc tộc ra thì còn tôn giáo nữa ha. Tôn giáo và sắc tộc là hai yếu tố dẫn đến con người ta hay đánh nhau. Thì vấn đề sắc tộc thì đã biết là, nhưng mà vấn đề tôn giáo thì sống chung với nhau mà, kiểu là sau khi mà phân chia lãnh thổ thì họ cũng gần như là hòa hợp và sống chung với nhau, gần nhau. Thì họ mới nói cái anh Thiên Chúa giáo mới quay qua là Viking, lớn Viking mà nói là lũ ngoại đạo. Thì anh người lính Viking này ảnh đã rửa tội rồi, tức là để mà hòa hợp tôn giáo anh đi rửa tội, nhưng mà thành hình thức thôi. Thì anh mới biết về tôn giáo Thiên Chúa giáo thì anh mới nói nè, nè tôi nói cho anh nghe nha. Tức là ta thường là không đúng lắm. Tôi nhớ là lúc Chúa Kitô chết cầu nguyện trong vườn cây dầu để chuẩn bị đóng đinh trên cây thập giá, thì Chúa biết điều đó sắp xảy ra mà. Chúa mới nói với Cha trên trời là: Lạy Cha, nếu mà được thì xin cho con đừng uống chén đắng này. Và tôi tin cái người cha mà ông Kitô cũng đang cầu nguyện nó có chung người cha với tôi là thần Odin. Chẳng qua là tên gọi của chúng ta là khác nhau mà thôi, còn chúng ta có chung một vị cha trên trời. Rất là hay. Bộ phim nó rất là hay, nó có thể nó một phần là nó nói về tôn giáo của mình đây. Mình có thể hàng mỗi ngày mình lên trên mạng mình cãi nhau, mình thù ghét nhau rồi mình này nọ rất là điều điều, nhưng mà cái cuối cùng đó là vì cái tôi của mình thôi. Còn về tôn giáo xa xưa, nguồn cội gốc gác này nọ thì có thể chúng ta là đâu đó vẫn có những cái gì đó rất là chung. Ví dụ như đạo tôn giáo nào thì cũng hướng con người đi tới đến cái chân thiện mỹ hết. Rồi ok, thì góc độ mình chia sẻ ngắn gọn vậy. Và rất là vui vì rất nhiều người tin Duy. Duy mua bán này giống như mới có một bác chuyện gì 2 triệu chuyện sau hai cuộc điện thoại, cuộc đời là con có phải tên Duy không? Dạ vâng, con tên Duy đây, con có kinh đó đúng. Dạ đúng rồi, vậy để bác đi tìm ai có số tài khoản chuyển khoản cho con, nhờ con bọc cho bác một chiếc nan. Bác chỉ có 60 kg thôi nên lựa cho bác một chiếc nan nào nó vừa phải thôi và bọc bạc cho bác. Sau đó thì Duy nhận được cuộc gọi thứ hai là bác chuyển khoản rồi. Rất là hay, các bạn thấy không? Rất là hay. Một phần Duy nghĩ là niềm tin đó anh em. Mà mới đây nhất là Duy vừa mới chuyển khoản lại cho một bạn 8 triệu. Bạn nó hỏi Duy là có một cái món đồ này không? Tự nhiên Duy không tiện nói ra ở đây. Duy nói là Duy không còn buôn món đồ đó nữa, nhưng mà Duy biết có một vài người anh em buôn thì bạn Duy sẽ hỏi xem người ta có hàng không. Sau khi Duy hỏi thì bạn nói là có, ok, giá bao nhiêu, ok, xong, chuyển khoản cho bạn nó luôn. Bạn nó nói ủa gì chuyển gì có vấn đề gì không anh? Nói không, chuyển này mất Duy đền tiền cho. Các bạn biết không, 2 3 tuần liền không liên lạc lại được. Bạn kia thì cũng rất là sốt ruột, tự nhiên biết mình trên mạng thôi, nhưng mà mình vẫn nhắn cho bạn đó là có vấn đề gì sẽ chuyển tiền hoàn toàn. Thì sau một hồi thì bạn biết rồi, đâu phải dễ đâu. Thì anh nó nói là anh ơi, món hàng của anh á thì nó phải từ bên kia về, em nhận được hàng em kiểm tra ok rồi em mới chuyển cho anh, rồi anh chuyển cho bạn anh ha. Thì cái vấn đề là người nhà em đang nằm ở bệnh viện, em phải đi chăm, và hàng thì đang chuyển về nhà rồi, nhưng mà em không có về nhà để đi gửi anh được. Còn cái chuyện em bán hàng thì có mình em biết thôi, người nhà cũng không ai biết. Thật ra có những công việc buôn bán này nọ thì mọi người không có để đâu. Thì bạn nó về kiểm tra thì thấy món hàng nó bị lỗi, nó không có đúng như là trong hình ban đầu. Và bạn nói anh ơi em rất là tiếc, nhưng mà để gửi lại cho anh thì món hàng nó thì vẫn được thôi, nhưng mà anh em mình với nhau đã tin tưởng em thì em không thể nào làm khách
cái điều trái được thì hàng nó bị lỗi nè. Thì nói nếu thôi, nếu mà lỗi thì thôi để đó anh gửi tiền cho bạn kia cho. Anh biết là anh em mình á, buôn bán á, thì mình không phải lúc nào cũng sẵn có tiền mặt đó các bạn. Duy không bao giờ có tiền mặt, trong kể cả lúc nhiều lúc hôm nay em nói tin cái video uống cà phê của người xin tiền vợ. Có thể có rất là nhiều tiền mua những món hàng mình thích, nhưng tiền bình thường thì không có, bởi vì bao nhiêu tiền đọc những thứ này anh em. Thường thường dạng những cái dòng mà buôn đồ thấy đồ ham lắm. Tiền lớn tiền nhỏ gom theo vô hết à. Nó thôi được rồi Duy, để Duy chuyển tiền lại cho bạn nó cho 8 triệu. Rồi còn bạn Huy, Duy gọi thêm Huy cho ai biết đâu. Lúc nào đó lấy hàng khác gửi Duy cũng được. Còn hoặc là có tiền gửi Duy sau cũng được. Ok, để thống nhất vậy nha. Rồi xong. Và Duy chuyển khoản lại cho bạn nó liền, mặc dù thì Duy chỉ là một người trung gian. Nhưng một khi Duy đã giới thiệu ai thì Duy sẵn sàng lấy cái uy tín của mình ra để đảm bảo cái gì đó. Trước đây Duy cũng đã từng bị mất tiền vì tin tưởng uy tín chéo. Và cũng có người lợi dụng uy tín chéo để làm việc với Duy, rồi họ cầm hàng của Duy đi mất tiêu luôn, trả thêm trả luôn, mất cả trăm củ tiền hàng. Thật ra thì rất là đau đầu, nhưng mà đó là những cái sự xuất của mình. Nhưng mà cũng có những con người mình phải gửi niềm tin hoàn toàn anh em. Có những lúc anh em mua những cái lô hàng, đâu phải lúc nào anh em cũng đã nhận được hàng trả tiền đâu. Bỏ rất nhiều tiền ra và chờ đợi trong nơm nớp anh em ha. Thì cũng rất là hay, rất là cảm ơn bác lớn tuổi ở Củ Chi đã sẵn sàng chuyển nhanh đi dọn cho Duy 2 triệu để đi bọc cho bác một chiếc nanh, trộm nanh heo rừng tự nhiên nha các bác, và bọc bạc đeo ha. Cảm ơn bác, hẹn bác một tuần nữa Duy sẽ gửi hàng cho bác ha. Và cũng đây là một chiếc nanh này anh em này, một chiếc nanh này hôm nay Duy sẽ gửi cho một người anh em. Tiếng này Duy cập nhật nữa, chỉ biết là anh. Nói chung là tin nhắn mỗi ngày rất là nhiều. Anh nói Duy, anh biết là Duy uy tín rồi. Bây giờ anh không có muốn mua cái nanh heo bình thường 1 triệu như trong cái hình Duy đang đây 1 triệu. Anh muốn cái nào đặc biệt hơn Duy, cao hơn tiền cũng được. Nói cao hơn tiền thì em có những chiếc nanh heo nuôi đây. Nó cao hơn tiền heo nuôi nha, nhưng mà vì nó quái dị, nó đặc, nó quái dị, nó nhỏ thôi, nhưng mà em là người sưu tầm em cũng rất thích. Thì anh có thích những cái này không? Không, anh chỉ muốn nanh heo rừng thôi. Ok, vậy thì anh chuyển cho em 1,5 triệu để em sẽ lựa, cũng trong lô 1 triệu, nhưng em sẽ lựa một cái đáng giá 1,5 triệu cho anh. Ok, anh chuyển Duy 2,5 triệu kèm cả bọc bạc cho anh luôn, và cái đáng giá 1,5 triệu là Duy cắt những lựa những cái nanh đẹp nhất, Duy cắt ra và lấy cái đặc nhất để bọc bạc cho anh. Như anh em thấy cái nanh này đây, nó gần như đặc quẹo luôn, và đặt đến 99% sau khi cắt, và Duy bọc bạc cho anh một chiếc nanh đẹp hoàn hảo, đặc quẹo để anh đeo, và bện cho cái phần còn lại ghi ốc, bện cho anh một cái sợi dây để làm móc của chìa khóa ha. Ok, và cái nanh bọc cho bác này cũng vậy, hy vọng là Duy cắt ra nó cũng sẽ đặc một xíu ha. Không ai dám nói cái nanh này cắt ra đặc đâu anh em, bởi vì có thể là cái đường chân vị nó kéo dài đến đâu luôn ha. Ví dụ như ở đây Duy có một chiếc nanh đây. Chiếc nanh này mặc dù cắt lấy sát ngọn luôn, nhưng nó cũng bọng đến khúc anh em ạ. Mà anh em thấy cái đường nó bọng lòi ra phía ngoài luôn đây nè. Thấy chưa? Và chiếc nanh này Duy bán 1,8 triệu thôi. Mặc dù chiếc nanh này theo đường tự nhiên đó, nhưng mà nó bọng nhiều ha. Ok, và bác nào quan tâm về những chiếc nanh heo 1,1 triệu một chiếc chuyển khoản trước thì call ngay cho Duy. Duy sẽ bọc bạc cho bác là thêm 1 triệu nữa là 2 triệu ha. Lưu ý là phải chuyển khoản trước. Duy chỉ không bắt chuyển khoản với những bác nào trên 60 tuổi và không biết về công nghệ chuyển khoản là không tiện chuyển khoản ha. Còn ngoài ra thì tất cả những anh em có điều kiện hơn thì vui lòng chuyển khoản Duy khi mua hàng và vào việc. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em.